Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy phát điện Komatsu 6900CX. Hôm nay thì tôi sẽ test chiếc máy này cho các bạn xem. Thì đầu tiên thì các bạn hãy châm nhiên liệu vào trong nhớt, vào trong bình chứa nhớt. Tiếp đến thì các bạn lắp dây nguồn vào trong phích cắm đi theo máy và các bạn cắm vào đầu ra của nguồn điện 220V. Để khởi động được chiếc máy này thì các bạn sẽ bật công tắc và giật dây giật nổ, đóng e gió. Khi nào các bạn giật nổ thì các bạn sẽ mở e gió ra. Đối với chiếc máy phát điện Komatsu 6900CX hôm nay thì tôi sẽ cấp điện cho chiếc máy nén khí dây đai có động cơ là 1HP và chiếc máy hàn MOS 200. Bây giờ tôi sẽ khởi động máy lên cho các bạn xem. Sau khi các bạn khởi động máy thì đồng hồ hiển thị áp sẽ hiển thị điện áp lên. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là 220V. Tiếp đến thì các bạn sẽ bật CB của nguồn điện 220V lên. Sau khi các bạn bật CB lên thì đèn báo hiệu ở ngoài ổ cắm sẽ sáng. Và bây giờ thì tôi sẽ cấp điện cho chiếc máy nén khí này. Sau khi các bạn cắm điện vào thì bộ điều chỉnh áp tự động AVR sẽ tự động điều chỉnh điện áp lên, cung cấp đủ điện áp cho chiếc máy nén khí. Và bây giờ thì tôi sẽ test chiếc máy hàn này cho các bạn. MOS 200 của chúng ta, tôi sẽ test để hàn hai miếng sắt này lại với nhau. Thì các bạn kẹp kìm áp vào trong sau đó thì các bạn bật công tắc. Chiếc máy nén khí của chúng ta